Lời chứng của Lydia Ngusson của xứ Ivory Coast. Tham quan thế giới thiên đàng. Nhà tiên tri của Chúa. Ta là Đức Chúa Trời, Chúa tể của các chủ thể, Đấng đã tạo nên trời và đất, Đấng tạo dựng nên toàn thể vũ trụ. Ai biết ta là người tạo ra mình thì phải phục tùng ta. Anh ta phải yêu người lân cận như chính mình và anh ta phải dấn thân phục vụ người lân cận trong cuộc sống của mình vì đạo Chúa có nghĩa là sống và hiến mạng sống của mình cho người khác. Nếu bạn đang phục vụ anh chị em mà không nói thầm hoặc hai lòng nhưng với tình yêu thương mà không mong đợi phần thưởng và vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bạn sẽ ngạc nhiên trước kho báu đang chờ đợi bạn trên thiên đàng. Bạn có làm điều tốt cho người khác vì lợi ích của riêng bạn và được mọi người nhìn nhận không? Bạn có làm điều tốt chỉ với những người biết bạn và cả những người xa lạ không? Xin chào, tôi chào tất cả các bạn nhân danh Chúa Giêsu Christ. Tôi là nữ tiên tri Lydia từ nhà thờ tinh lành Abidjan ở bờ biển Nga. Tôi ở đây để kể cho bạn nghe về những kinh nghiệm của tôi với Chúa. Tham quan lần thứ nhất Em xin chào các anh chị và các bạn. Trước khi bắt đầu lời khai của mình, tôi muốn hồi tưởng lại một khải tượng trước đây mà tôi đã có nhiều năm trước, tương tự như chuyến thăm gần đây của tôi đến ngôi đền trên trời tôi đã kiên ăn và cầu nguyện trong nhóm tế bào của chúng tôi khi trời đã trưa thần của chúa khiến tôi phải rút lui để nghỉ ngơi khi tôi đang nghỉ ngơi tôi đã ngủ thiếp đi sau đó thánh linh của chúa đã chở tôi đến đền tạm trên thiên đàng trong tầm nhìn tôi đang đi đến một nơi và tôi đang mang theo một đứa trẻ ý tôi là con của chồng tôi khi chúng tôi di chuyển đứa trẻ muốn đi tiểu sau khi giúp đứa trẻ đi tiểu tôi bế nó và chúng tôi tiếp tục di chuyển đến điểm đến của mình chà trên đường đi tôi thấy mọi người đang quay trở lại từ nơi tôi sắp đi những người này đang phàn nàn hoặc họ đang tự biện minh cho mình những người khác đã khóc tôi không biết chuyện gì đang xảy ra tôi hỏi họ chuyện gì đang xảy ra vậy chuyện gì vậy nhưng không ai có thể trả lời tôi vì tất cả đều bối rối và choáng ngợp sau đó một chị trả lời tôi và nói hỡi người yêu dấu có hai thiên thần ở cổng đền tạm của đức chúa trời nơi chúng ta đến khi bạn đến đó họ sẽ hỏi bạn liệu bạn có xứng đáng hay không để vào đền tạm của đức chúa trời khi tôi đến cổng đền tạm tôi thấy một đám đông đang xếp hàng tôi đã tham gia hàng đợi và khi đến lượt tôi hai thiên sứ của chúa nói với tôi không có tranh luận hay thảo luận ở đây hoặc bạn xứng đáng vào đền tạm của đức chúa trời hoặc bạn không xứng đáng sau đó thiên sứ của chúa hỏi tôi bạn có xứng đáng không bạn đã giữ cho quần áo của mình trắng và sạch chưa sau đó tôi bắt đầu kiểm tra bộ quần áo màu trắng của mình có vẻ sạch sẽ nhưng tôi nhận thấy một điểm là do đứa trẻ mà tôi đang mang tôi nói với thiên sứ của chúa Tôi đang mang đứa trẻ và khi chúng tôi xuống xe buýt để giúp nó đi tiểu thì áo của tôi đã bị lấm tấm. Các thiên thần của Chúa đã cười. Một trong những thiên sứ của Chúa nói, bạn không cần phải biện minh cho mình bằng những cuộc tranh luận hay thảo luận. Quần áo của bạn không bị lấm tấm vì tội lỗi. Thiên thần nói, đứa trẻ mà bạn đang mang trong mình có linh hồn phù thủy từ khi nó được 4 tháng trong bụng mẹ đứa trẻ này đã hành nghề phù thủy từ khi lọc lòng mẹ nên không được trong sạch sau đó thiên sứ của chúa cho phép tôi ở tòa ngoài của đền tạm của chúa tôi không biết làm thế nào để mô tả nơi này mọi thứ đều được trang trí bằng vàng và đá quý có một ánh sáng mãnh liệt chiếu sáng nơi đây và một giai điệu thiên thanh tuyệt đẹp đang phát ra từ sân trong của đền thờ chúa tôi muốn vào tòa bên trong của đền tạm trên trời nhưng tôi không xứng đáng tôi ngạc nhiên và tự hỏi về vẻ đẹp của nơi này và sau đó tầm nhìn kết thúc tham quan lần thứ hai khi nó hoạt động trở lại tôi đã được thánh linh của chúa nắm giữ và được chở đến đền tạm trên trời nơi cư ngụ của chúa và dân sự của ngài đền tạm là nơi ở của chúa được trang trí bằng vàng kim cương sa phia và các loại đá quý khác tôi hỏi thiên sứ của chúa tại sao đền tạm được trang trí bằng đá quý các thiên sứ của Chúa nói, đền tạm là quý giá và có giá trị đối với Chúa. Đó là hình ảnh của một người tin Chúa gắn bó với Chúa. Anh ta có giá trị và quý giá trong mắt Chúa và anh ta có giá rất cao đối với Chúa. Sau đó, thiên sứ của Chúa nói, đau khổ trên trái đất không nên là sự biện minh cho chúng ta từ bỏ đức tin của mình, nhưng đau khổ phải là chứng ngôn và sức mạnh của chúng ta. Một tín đồ phải trải qua các thử thách và thử thách và mục đích của đau khổ và thử thách không phải là sự hủy diệt của anh ta, mà là sự thanh lọc và hoàn thiện của anh ta bởi vì sự không ngoan, kiên nhẫn, nhịn nhục, sức mạnh tinh thần là kết quả của đau khổ và thử thách. Đền tạm trên thiên đàng nằm xung quanh Jerusalem mới. Thiên sứ của Chúa nói, có ba giai đoạn để vào đền tạm trên trời. Thứ nhất, bạn phải vào bằng cửa hẹp vì rộng là cửa và rộng là đường dẫn đến sự hủy diệt bởi cửa hẹp ý tôi là bạn phải theo đuổi hòa bình với mọi người và sự thánh hóa mà không có ai sẽ thấy chúa bạn phải yêu người lân cận như chính mình và trung thành với chúa vì sự vâng lời tốt hơn sự hy sinh chính vì lý do này hãy cố gắng hết sức để thêm vào đức tin của bạn và thêm vào kiến thức về đức và thêm vào sự tự chủ về tri thức và thêm vào sự kiên trì tự chủ và sự kiên trì tinh kính 2 5, 1:56 Thiên sứ của Chúa nhấn mạnh với tôi rằng chúng ta phải nên thánh để được vào đền thờ thiên thượng. Chúng ta phải tránh xa tội lỗi khỏi thế gian và những vết nhơ của nó. Chúng ta phải luôn từ bỏ và ăn năn. Thiên thần nói rằng chúng ta sẽ phải giữ cho quần áo của chúng ta sạch sẽ và trắng trong khi chúng ta hoàn thành cuộc sống của mình. Khi chúng tôi ở tòa ngoài, chúng tôi đang đi trên một vỉa hè vàng trong suốt bức tường cũng được giác vàng trong suốt và sáng lấp lánh. Thiên thần nói, những người tin Chúa được xếp thành ba nhóm trong đền thờ thiên thượng. Thứ nhất, có những người có niềm đam mê chiến thắng linh hồn. Những người có niềm đam mê và lòng trắc ẩn của linh hồn sẽ được tôn trọng cao trong ngôi đền trên trời bởi vì chiến thắng linh hồn là nhiệm vụ chính. Mát 16, 15, 16 người phán cùng họ rằng, các ngươi hãy đi khắp thế gian và rao giảng phúc âm cho mọi loài thọ tạo. 16 ai tin và chịu phép báp tên sẽ được cứu, còn ai không tin thì sẽ bị nguyền rủa. Sau đó, thiên sứ của Chúa nói, có những người không có thời gian để truyền giáo nhưng họ đầu tư tiền bạc vào công việc truyền giáo và chiến thắng linh hồn. Những người này rất được Chúa tôn trọng vì đã cứu rỗi các linh hồn thông qua tiền bạc của họ những người ở vị trí thấp hơn trong ngôi đền trên trời là những người sẽ xuất hiện sau đại nạn họ sẽ được cứu dường như qua lửa vì vậy người yêu dấu hãy đảm bảo rằng bạn đang giặt quần áo của mình trong khi bắt đầu với cuộc sống của mình trên trái đất này sau đó tầm nhìn kết thúc tham quan lần thứ ba đó là khi tôi chuẩn bị kết hôn gia đình tôi phản đối tôi trong thế giới linh hồn như họ đang trong phép thuật phù thủy họ tấn công tôi bằng bệnh tật tôi đã đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác vị hôn phu của tôi cạn kiệt tài chính vì các bác sĩ không thể chẩn đoán được căn bệnh có nguồn gốc thần bí tôi thực sự đau khổ nhưng tôi cảm ơn chúa đấng đã biết tôi từ khi lọc lòng mẹ và giúp tôi tránh xa sự can thiệp của chúa vào cuộc sống của tôi qua việc kiên ăn và cầu nguyện kể từ khi được chữa lành tôi trở nên cam kết với chúa và công việc của ngài vương quốc của chúa trở thành trung tâm của cuộc đời tôi tôi đã không ngủ trong đêm vì tôi luôn cầu nguyện mãnh liệt một đêm khi đang cầu nguyện tôi thấy những món quà từ ngai vàng của chúa xuống tôi đã nhìn thấy một chiếc nhẫn từ trên trời giáng xuống tôi tôi nghĩ đây là về cuộc hôn nhân của tôi vì tôi đang tìm kiếm tiền cho cuộc hôn nhân nhưng đây là một vòng giao ước giữa tôi và chúa và về sứ mệnh mà ngài sắp giao cho tôi. Chúa phán với tôi rằng tôi sẽ được cất lên và trở đi trên thiên đàng. Khi tôi nghe nói rằng tôi đã rất ngạc nhiên và tôi đã hỏi Chúa rằng tôi có chết không. Chúa nói, Lydia, bạn sẽ không chết vì bạn có một sứ mệnh phải hoàn thành. Tôi biết bạn đang sợ và không thoải mái nhưng điều đó sẽ qua đi. Chúa phán, con sẽ ở trên thiên đàng 10 ngày, nhưng thân thể con sẽ không chết chồng con sẽ giải thích điều này với gia đình con và cơ quan chức năng. Nó sẽ giống hệt như những gì đã xảy ra với sứ đồ Fierro của ta trong công vụ 10, 9, 11 vào ngày mai, khi họ lên đường và đến gần thành phố, Fierro lên trên mái nhà để cầu nguyện vào khoảng giờ thứ sáu. 10 ông ấy trở nên rất đói, và sẽ ăn, nhưng trong khi họ chuẩn bị sẵn sàng, ông ấy rơi vào trạng thái mê mang, 11 và thấy thiên đàng mở ra, và một cái bình nào đó dán xuống ông ấy giống như một tấm lớn đang ở bốn góc và thả xuống trái đất. Chúa Giêsu Christ nói với tôi, vào ngày đó, sẽ có hai thiên sứ đến và họ sẽ chở linh hồn con lên thiên đàng trong một cỗ xe trên trời. Sẽ không ai nhìn thấy chúng ngoại trừ con. Chúa Giêsu phán với tôi, vào ngày đầu tiên của những cuộc viếng thăm này, linh hồn của con sẽ ra khỏi cơ thể từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối những ngày tiếp theo sẽ từ 8 giờ tối đến 6 giờ sáng. Những trải nghiệm này thật nặng nề và khó giải thích đối với tôi. Và khi ngày hôm đó đến là 6 giờ sáng. Vào buổi sáng, chúng tôi đang cầu nguyện trong gia đình theo sự chỉ dẫn của Chúa, đột nhiên tôi bị ngây ngất và xuất thần. Tôi nhìn thấy một cỗ xe trên trời giống như đang hạ cánh trong khu nhà của chúng tôi. Tôi là người duy nhất nhìn thấy chiếc xe thiên thể này. Lúc sắp lên xe thiên đường này, tôi để ý thấy người nhà xì xào về tình trạng thân thể của tôi, họ không ổn. Chính khi họ hiểu rằng ý Chúa phải được thực hiện trong cuộc đời tôi, họ mới có được sự bình an trong lòng. Tại thời điểm đó, tôi tham gia cùng hai thiên thần bên trong cổ xe thiên thể, và với tốc độ ánh sáng, cổ xe thiên đường gắn các cột trụ của thiên đường và đi vào khu vực của thế giới thiên đàng. Sau đó, chúng tôi đắp xuống nền tảng của vương quốc vĩnh cửu. Kinh Thánh cho biết trong hai các vua hai, 11, 12, hai người cứ vừa đi vừa nói với nhau, kìa, có một cái xe lửa và ngựa lửa phân rẽ hai người, Eli lên trời trong một cơn gió lốc. 12 Elise nhìn thấy, bèn la lên rằng, cha tôi ôi, cha tôi ôi, là xe và lính kỵ của Israel. Đoạn, Elise không còn thấy người nữa, rồi người nắm áo mình xé ra làm hai mảnh. Khi chúng tôi hạ cánh xuống thiên đường, tôi xuống khỏi cổ xe thiên đường và hai thiên thần rời đi kể từ khi nhiệm vụ của họ hoàn thành. Nơi này đẹp đến nỗi tôi đã phải thốt lên trong lòng, tôi đã làm gì để xứng đáng với nơi này. Sau đó, tôi nghe thấy một giọng nói mạnh mẽ như tiếng kèn, nói, thánh, thánh là chúa ngay lập tức tôi nhìn thấy một thiên thần hùng mạnh đáp xuống trước mặt tôi anh ấy có đôi cánh to lớn thiên thần quyền năng này đã nắm tay tôi kết quả là tôi đã trải qua quá trình biến đổi thể chất tôi trở nên rực rỡ và tươi sáng như anh ấy tôi đã tỏa sáng khi cơ thể tôi trở nên vinh hiển và thiên thượng và tôi đã tự hỏi vì điều này xảy ra quá nhanh sau khi thay đổi vẻ ngoài của tôi thiên thần nói với tôi bây giờ bạn xứng đáng để vào tòa bên trong của thiên đường và sau đó anh ta biến mất ngay sau khi mất tích cánh cổng thiên đường đã được mở ra tôi thấy bảy chân đèn bằng vàng và trong số các chân đèn có một chân đèn giống như con người tôi không có từ vựng thích hợp để mô tả ngài ngài mặc một chiếc áo choàng dài với một dải thắt lưng vàng quanh ngực tóc trên đầu của ngài bạc trắng như tường trắng như tuyết và đôi mắt của ngài như ngọn lửa rực cháy Bàn chân của ngài giống như đồng đánh bóng được tinh luyện trong lò. Và giọng nói của ngài giống như âm thanh của nhiều dòng nước. Ngài cầm trong tay phải bảy ngôi sao. Khuôn mặt ngài giống như mặt trời tỏa sáng nhất. Xem Khải Huyền 1, 13, 16. Hỡi người yêu dấu, khi tôi quan sát Chúa Giêsu Christ, tôi run rẩy, rồi ngã xuống đất như chết. Sau đó, tôi cảm thấy như có một bàn tay chạm vào đầu mình, Chúa nói với tôi, hãy trỗi dậy tôi không đưa bạn đến đây để tiêu diệt bạn mà để quan tâm đến bạn một sứ mệnh mà bạn sẽ hoàn thành chúa nói ta giao cho ngươi sứ mệnh này vì sự ngờ vực của anh em ngươi tôi là người đầu tiên và người cuối cùng khởi đầu và kết thúc tôi là cửa tôi là người có quyền đưa bạn đến nơi này và đưa bạn ra khỏi nơi này tôi có chìa khóa của sự sống và cái chết ta là chúa jesus christ mà ngươi đã đóng đinh tôi nói lạy chúa con đã đóng đinh ngài với tội lỗi của con nhưng hãy tha thứ cho con sau đó tôi nghe thấy một giọng nói khác nói tôi đã tha thứ cho bạn rồi đó là lý do tại sao bạn ở đây sau đó chúa nói hãy trỗi dậy để nghe lý do bạn được triệu tập hãy nghe những lời này của chúa chúa đã cho tôi sức mạnh và tôi đứng dậy nỗi sợ hãi không còn nữa tôi có thể cảm thấy sức mạnh trở lại khi tôi nhìn xung quanh tôi nhận thấy rằng mọi thứ đều bằng vàng trong suốt tôi có thể nhìn thấy mình trên vỉa hè như trong một tấm gương tôi có thể nhìn thấy mình trên bức tường bằng vàng trong suốt sau đó chúa nói với tôi tôi sẽ bắt đầu với bạn để bạn có thể yên tâm rằng bạn đã được tha thứ sau đó tôi thấy cuộc sống của mình cuộn trên một màn hình tôi đã thấy một buổi cầu nguyện nhìn ban đêm mà tôi đang tham dự tôi thấy việc truyền giáo mà tôi đang thực hiện ở các làng và tôi thấy hoạt động từ thiện mà tôi đang thực hành tôi đã xem bản đánh giá cuộc đời về công việc của mình cho vương quốc của đức chúa trời sau đó chúng tôi bắt đầu di chuyển khi chúng tôi đang di chuyển tôi nhận thấy rằng tôi có thể nhìn thấy mình trên mái nhà và bức tường vì nơi này được làm bằng vàng trong suốt nhưng tôi nhận thấy rằng hình ảnh của chúa jesus christ không được phản chiếu trên những chiếc kính trong suốt này tôi rất ngạc nhiên và tôi muốn hỏi chúa về sự thật là hình ảnh của ngài không được phản chiếu trên vàng trong suốt chúa đọc được suy nghĩ của tôi và nói đừng bối rối bạn đã không đọc rằng tôi là ánh sáng của thế giới những gì bạn đang thấy là những gì sẽ xảy ra vào ngày cuối cùng trong ngày thịnh nộ đó và sẽ không có gì được che giấu bởi vì tôi đã đặt trên tay con người một chiếc máy quay ghi lại mọi thứ. Bạn phải hiểu rằng trước mặt ta sẽ không có gì được che giấu. Vào ngày đó, sẽ không có sự biện minh nào. Tất cả những gì bạn làm khi ẩn náu đều được ghi lại và sẽ bị lộ ra ngoài. Khi tôi ở với Chúa, tôi nhận ra rằng tôi minh bạch trước mặt Chúa và Ngài có thể đọc được tâm trí tôi như lời chép trong Jeremy 17, 10 ta là Chúa tìm kiếm lòng và xem xét tâm trí, để ban thưởng cho mỗi người tùy theo ý họ ứng xử theo những gì họ làm được sau đó tôi xem với chúa cuộc sống của tôi trên màn hình tôi đã rất xấu hổ tôi đã theo dõi khoảng thời gian của cuộc đời mình nơi tôi là một cơ đốc nhân thờ ơ đến nhà thờ nhưng sống một cuộc sống hai mặt tôi là một kẻ đạo đức giả chúa đã nói chuyện với tôi về cuộc đời của môn đệ ngài là fier người đã mắc chứng hai lòng trước khi được báp têm trong đức thánh linh. Chúa Giêsu Christ đã nói với tôi, tôi chỉ cho bạn điều này để bạn có thể biết rằng bất chấp cuộc sống hai mặt và sự giả hình của bạn, tôi là Đức Chúa Trời của tình yêu. Các tín hữu thân mến, Kinh Thánh cho biết trong một văn 4, 9, 10 trong điều này thể hiện tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta, vì Đức Chúa Trời đã sai con một của Ngài đến thế gian, hầu cho chúng ta nhờ Ngài mà được sống. Mười ở đây là tình yêu thương, không phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, mà là Ngài đã yêu chúng ta và đã sai con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Sau đó, Chúa nhắc tôi những gì Ngài đã nói trong văn 8, 31, vậy Chúa Giêsu phán cùng những người do Thái tin vào Ngài rằng, nếu các ngươi tiếp tục trong lời ta, thì các ngươi thật là môn đồ của ta. Bạn yêu quý, bạn có thể có một vị trí trong nhà thờ bạn có thể làm việc cho Chúa và hy sinh cho vương quốc của Chúa. Nhưng nếu bạn không tuân theo lời Ngài, bất cứ điều gì bạn đã làm cho họ, bạn sẽ bị hư mất vì sự vâng lời tốt hơn của tế lễ. Sau khi xem xét lại cuộc đời tôi, Chúa Giêsu Christ bắt đầu cho tôi thấy nhiều nhóm thiên thần. Các nhóm đầu tiên là Cherubim và Bảo vệ. Chúa nói, những thiên thần này là những người xuống trái đất để bảo vệ bạn. Tôi quan sát và nhận thấy rằng những thiên thần này sẽ ăn mặc như một tiểu đoàn quân đội. Họ đang cầm kiếm hai lưỡi. Nó được viết trong thi thiên 91, 11, 12 vì Ngài sẽ giao cho các thiên sứ của Ngài cai quản bạn, để giữ bạn trong mọi đường lối của bạn. 12 họ sẽ nâng đỡ bạn trong tay họ, kẻo bạn đụng chân vào đá. Tôi đang quan sát những đội quân thiên thần này thì tôi thấy một cầu thang ngẫu nhiên đi từ thiên đường và đến trái đất tôi nhìn thấy các thiên thần đi xuống trái đất và lên thiên đường qua cầu thang để thuyết phục tôi chúa đã nói với tôi hãy xem nhà của bạn khi tôi nhìn tôi thấy ngôi nhà của mình trên trái đất tôi nhận thấy rằng có rất nhiều thiên thần xung quanh nhà tôi họ đang cung cấp an ninh những thiên thần này đang cầm kiếm hai lưỡi chúa đã cho tôi thấy nhiều nhà của những người thuộc về ngài và những ngôi nhà này được bảo vệ bởi Cherubim cầm kiếm. Sau đó, chú muốn cho tôi thấy lý do tại sao chúng ta cần được bảo vệ và an ninh khi chúng ta đang sống trên trái đất này. Chú nói, hãy nhìn vào bên phải của bạn. Khi tôi nhìn từ nơi chúng tôi đang đứng, và tôi nhìn thấy từ xa một cái hố không đáy. Đây là một thế giới của riêng nó. Trong vực thẳm của bóng tối này, có những con quỷ đủ loại mà tôi không thể mô tả và định nghĩa cho bạn được tôi đã nhìn thấy những con quỷ đủ hình dạng và chủng loại trong vực thẳm này chúa nói theo cách tương tự các thiên thần rời thiên đường và xuống trái đất để bảo vệ bạn tương tự như vậy ma quỷ xuất hiện từ không đáy và vực thẳm của bóng tối lên bề mặt trái đất để gây ra sự hủy diệt chống lại loài người Tôi muốn hỏi Chúa về con rồng đã bị đuổi khỏi trái đất cùng với các thiên thần của Ngài. Chúa nói, đúng là con rắn cổ đại đã bị đuổi cùng với các thiên thần của mình, nhưng những con quỷ hàng ngày lại trỗi dậy từ hố sâu không đáy để hoạt động trên trái đất. Sau đó, Chúa đã chỉ cho tôi từ xa một mạng nhện trong hố không đáy, và Ngài nói, khi các thiên thần đi xuống trái đất qua cầu thang, ác quỷ từ vực thẳm bay lên bề mặt trái đất qua mạng nhện này sau đó tôi nhìn thấy nhóm thiên thần thứ hai họ sắp được triển khai trên trái đất tôi thấy một nhóm thiên thần khác có nhiệm vụ vận chuyển những người chết trong đấng grid đến vương quốc vĩnh cửu của thiên đường những thiên thần này rất đẹp và sạch sẽ chúa nói đây là những thiên thần sẽ đến mang linh hồn của bạn trên trái đất và đưa bạn vượt qua cổng vàng của thiên quốc bên trong thành phố thánh trong khi chúa cho tôi thấy những nhóm thiên thần này tôi thấy một nơi giống như một bãi đậu xe trên trời. Bên trong bãi đậu xe này, có hàng ngàn chiếc xe của thiên đàng để chở những người trung thành với Chúa đến chết bên trong thành phố thiên giới. Khải huyền 14, 13 tôi nghe có tiếng từ trời phán rằng, hãy viết rằng, phước cho những kẻ chết trong Chúa từ nay về sau, phải, Đức Thánh Linh đã phán, hầu cho họ được nghỉ ngơi khỏi công việc của họ, và công việc họ làm theo họ. Sau đó, Chúa đã cho tôi thấy nhiều ngai vàng. Tôi đã bị quyến rũ bởi ngai vàng của đấng tạo hóa, nhưng trước khi đạt đến ngai vàng đó, họ là rất nhiều nhóm thiên thần. Vì thời gian, Chúa không thể giải thích cho tôi tất cả những chi tiết này. Khi chúng tôi đang di chuyển trong thế giới trên trời này, có điều gì đó đã thu hút sự chú ý của tôi. Mỗi khi chúng tôi đến giữa một nhóm các thiên thần, họ đều quỳ gối để tôn kính Chúa. Và khi chúng tôi tiến về ngai vàng của Chúa Cha, Tôi nhận thấy rằng số lượng các thiên thần đang tăng lên. Họ là hàng ngàn, hàng ngàn. Sau đó, tôi nghe thấy một giọng nói mạnh mẽ như tiếng kèn nói, "Hỡi những kẻ kính sợ ngài, hãy ngợi khen Chúa." Khi tôi đang cố gắng xác định nguồn gốc của giọng nói đang vang dội trong thành phố, tôi thấy bốn sinh vật sống và 24 trưởng lão đang quỳ gối tôn vinh đấng đang ngự trên ngai vàng. Khi tôi nhìn thấy cảnh này, Tôi cảm thấy có điện đi qua cơ thể và áp đảo tôi. Tôi đã rung động bên trong sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Kết quả là tôi ngã trên mặt đất. Nó được chép trong Khải Huyền 20, 11 và tôi thấy một ngai vàng lớn màu trắng và ngài ngự trên đó, từ mặt đất và trời chạy trốn đi và không có chỗ cho chúng. Thưa các anh chị em, đoạn văn này là đúng. Chúa không thể hiểu nổi. Chúa ngoài sức tưởng tượng. Không có ai giống như ngài. Khi tôi đứng dậy, Chúa Giêsu Christ đã cho tôi thấy ngai vàng của ngài ở bên hữu Đức Chúa Cha. Sau đó, Chúa nói, ta sẽ cho các ngươi thấy thế giới. Kết quả là, tôi thấy cả thế giới trước mắt như một ngôi làng nhỏ. Cả thế giới trước mặt Chúa như một ngôi làng nhỏ. Tôi muốn hát bài hát này có nội dung anh ấy có cả thế giới trong tay của anh ấy. Ngài có các anh em tôi và chị em tôi trong tay Ngài. Ngài có nắng và mưa trong tay Ngài. Ngài có mặt trăng và các vì sao trong tay Ngài. Ngài có gió và mây trong tay Ngài. Chuyến thăm này đã kết thúc. Tham quan lần thứ tư. Khi khải tượng trở lại, các thiên thần của Chúa đã chở tôi đến thế giới thiên đàng. Khi họ đang nói chuyện với tôi, tôi nghe thấy một giọng nói mạnh mẽ nói, ân điển được ban cho tất cả mọi người sau đó tôi nhìn thấy một con đường bằng vàng dẫn đến cổng vàng con đường giác vàng trong suốt như thủy tinh và phản chiếu khuôn mặt tôi tôi nhìn thấy một bức tường lớn bao quanh thành phố có rất nhiều cổng xung quanh mỗi cánh cổng này có hai thiên thần đang vị trí hai thiên thần đi cùng tôi hỏi tôi bạn hiểu gì về thành phố thánh Tôi đang định trả lời thì thiên sứ ở bên trái tôi truyền cho tôi Luca 16: 22, 23 và sự việc xảy ra rằng người ăn xin chết và được các thiên sứ mang vào lòng áp Abraham. Người giàu cũng chết và được chôn cất. 23 Trong địa ngục, người ngước mắt lên, đang đau khổ, tiễn Abraham từ xa và La rơ ở trong lòng mình. Thiên sứ của Chúa nói, Thành thánh là lòng của Abraham, là nơi an nghỉ. Khi chúng tôi vào thành phố. Tôi không biết chân mình có chạm đất không, mặt đường lát gạch vàng. Tôi không thể mô tả ánh sáng mạnh mẽ và rực rỡ. Tôi không thể mô tả màu thiên thanh. Tôi không thể mô tả hoa nở. Các thiên thần mặc quần áo phát ra ánh sáng trắng tinh khiết nhất. Tôi hỏi thiên sứ, tại sao thành thánh được gọi là ngực của Abraham? Anh ấy trả lời, đó là một câu hỏi hay. Thiên sứ đã ban cho tôi sáng thế kỷ 12 một ba vả đức giê hô va có phán cùng áp ram rằng ngươi hãy ra khỏi quê hương vòng bà con và nhà cha ngươi mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho hai ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn ta sẽ ban phước cho ngươi cùng làm nổi danh ngươi và ngươi sẽ thành một nguồn phước ba ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước cho ngươi rủa xả kẻ nào rủa xả ngươi và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước thiên sứ của chúa nói chúa là đức chúa trời đã thực hiện lời hứa của ngài với abraham bằng cách làm cho danh của ông trở nên vĩ đại trên trái đất và trên thiên đàng khi tôi đang nói chuyện với các thiên thần tôi nghe thấy một giọng nói trong thành và nói rằng phước cho những kẻ chết trong chúa từ nay về sau họ sẽ nghỉ ngơi vì công việc của họ sẽ theo sau họ tôi muốn quay lại để kiểm tra giọng khi thấy vô số người hát một bài hát mới và nhảy đám đông đang hát Nơi ở của Đức Chúa Trời là địa đàng thánh. Khi tôi nhìn lại lần nữa, tôi thấy một đám đông khác của các vị thánh của thiên đàng. Họ đã ăn mừng. Quả thực họ đang cầm thìa và dĩa. Tôi đã thấy mỗi vị thánh đặt thìa của mình trên miệng người hàng xóm của mình để bắt anh ta ăn. Tôi đã rất ngạc nhiên. Tôi hỏi thiên thần, ý nghĩa của điều này là gì? Anh ta trả lời, bạn đã không đọc rằng thành phố thánh là về tình yêu sau đó tôi nhìn thấy một nhóm thứ ba các vị thánh hạnh phúc họ rất nhiều họ đứng trong một vòng tròn lớn và họ nắm tay nhau họ đã ký một bài hát mới có nội dung chúng tôi là những người thừa kế của chúa chúng tôi là người thừa kế của vương quốc chúng ta là con cái của vương quốc và chúng ta là một gia đình tôi thích bài hát và bầu không khí đến mức tôi muốn tham gia cùng họ và ở lại nhưng thiên thần nói rằng chưa đến lúc cho tôi anh ấy nói bạn đến đây để hoàn thành một sứ mệnh cho chúa sau đó thiên thần cho tôi thấy nhiều dinh thự của những người đã chạm vào trái tim của chúa tôi đã bị quyến rũ đặc biệt là bởi dinh thự của abraham tôi nhận thấy rằng có rất nhiều thiên thần xung quanh mỗi dinh thự này những thiên thần này giống như đang canh giữ những ngôi nhà được xây dựng tốt chúng đã từng rất đẹp và chúng là những bông hoa thơm xung quanh mỗi ngôi nhà này sau đó chúng tôi đi thăm một ngôi nhà được bao quanh bởi những bông hoa thơm ngát họ là những thiên thần đóng quân xung quanh nó khi chúng tôi bước vào ngôi nhà này tôi nhận thấy rằng không có ghế bên trong thiên sứ của chúa hỏi tôi bạn có biết ý nghĩa của chiếc ghế trong nhà không và tôi đang suy nghĩ và do dự để trả lời anh ấy sau đó anh ấy nói Mọi thứ Chúa ban cho chúng tôi và mọi thứ chúng tôi có đều có mục đích. Ngôi nhà này không có ghế vì tín đồ sở hữu ngôi nhà này không thực hành lòng hiếu khách trên trái đất. Mục đích của những chiếc ghế trong ngôi nhà của bạn để bạn có thể tiếp mọi người và thực hiện lòng hiếu khách. Matthew 25, 34, 35 bấy giờ, vua sẽ phán cùng họ bên hữu rằng, hỡi các ngươi được cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc đã dọn sẵn cho các ngươi từ thuở sáng thế. 35 vì ta là kẻ đói khác, các ngươi đã ban cho ta. Thịt, ta khác, ngươi cho ta uống. Ta là khách lạ, ngươi dẫn ta vào. Và sau đó chúng tôi rời ngôi nhà đó. Chúa phán với tôi, không có sự phân biệt đàn ông hay đàn bà trên thiên đàng. Không có sự phân biệt giữa mọi người. Chỉ những ai tuân theo lời Chúa mới xứng đáng được vào cổng vàng của thành phố Thánh. Tham quan lần thứ năm. Tôi vẫn đang trong ba ngày kiên ăn khi tôi được đưa lên thiên đàng và thiên sứ của Chúa đã đưa tôi đến gặp những đứa trẻ trong vương quốc thiên đàng. Con cái có hai phần tư trên thiên đàng. Thứ nhất, vương quốc thiên đàng được bao quanh bởi một bức tường Jasper có 12 cổng. Có hai thiên thần lính canh gác mỗi cổng trong số 12 cổng này và họ cầm kiếm. Thành phố đã được chiếu sáng bởi vinh quang của Đức Chúa Trời. Trong thành phố có một luồng ánh sáng mãnh liệt, đường phố và những con đường giác vàng trong suốt như thủy tinh và chúng rộng rãi. Chúng đã nở hoa khắp nơi. Vỉa hè bằng vàng trong suốt trông giống như thủy tinh. Tôi đã nhìn thấy nhiều ngôi nhà, nhưng tôi không biết chúng được xây dựng như thế nào vì kiến trúc này không có trên trái đất. Sau đó, tôi nhìn thấy trong hạt thiên đàng này có một đám đông trẻ em mặc đồ trắng tinh khiết nhất và tôi nhìn thấy vô số thiên thần. Tôi hỏi thiên thần bên cạnh, phần tư trẻ em này đã có vô số trẻ nhỏ. Nhưng tại sao lại có nhiều thiên thần ở đây? Thiên thần nói, nơi này là một phần tư trẻ em nhưng mỗi đứa trẻ đều có một thiên thần được phân bổ cho mình. Những thiên thần này là giáo viên và người giám sát của họ. Nếu bạn giáo dục con bạn trong Chúa, nó sẽ kết thúc ở đây. Lời chép trong Matthew 18, 10 chớ coi thường một ai trong những kẻ bé mọn này, vì ta nói cùng các ngươi rằng, các thiên sứ của họ ở trên trời luôn luôn nhìn thấy khuôn mặt của cha ta ở trên trời phần tư của những đứa trẻ trên thiên đàng đang ở một nơi yên nghỉ đó là lòng của abraham tôi nhận thấy rằng có rất nhiều ngôi nhà ở nơi này và chúng được bao quanh bởi những bông hoa thơm và đẹp thiên sứ của chúa nói với tôi trẻ em sẽ không bị phán xét vì chúng vô tội trên thực tế khu trẻ em ở thiên đường được chia thành ba phần phần đầu tiên là nơi ở của những đứa trẻ chết không biết tội phần thứ hai là nơi của những đứa trẻ phạm tội nhưng chúng vẫn còn là những đứa trẻ và chúng không thể đưa ra quyết định những đứa trẻ này được chỉ định làm thiên thần để dạy chúng khái niệm cơ bản về chúa và sự cứu chuộc thiên thần nói tất cả trẻ em trên thế giới sẽ vào vương quốc thiên đàng nếu chúng không chết trong phép thuật phù thủy nhiều trẻ em được bắt đầu trong các thuật phù thủy kết quả là họ không còn vô tội và trong sạch và họ sẽ không được vào thiên đàng nhưng những đứa trẻ mà bạn thấy ở đây đã chết sạch họ không được bắt đầu trong phép thuật phù thủy đó là lý do tại sao bạn thấy chúng mặc những bộ quần áo có màu trắng tinh khiết nhất nhưng đây không phải là trường hợp của những đứa trẻ bắt đầu theo nghiệp phù thủy vì quần áo của chúng bị bẩn tinh thần của họ bị vấy bẩn thiên sứ của chúa nói trong ngày cuối cùng khi tiếng kèn trung bét sẽ vang lên, tất cả trẻ em sẽ bị mắc kẹt trong sự tái lâm, nhưng chúng ta phải giáo dục trẻ em theo cách của Chúa. Sau khi rời khu trẻ em được bao quanh bởi một bức tường, tôi được đưa đến thành phố mới Jerusalem mới. Có ánh sáng mạnh. Trên thực tế, ở mỗi hạt của thiên đàng, ánh sáng và màu sắc của ánh sáng là khác nhau. Tôi nhận thấy rằng thành phố mới không có người ở. Tham quan lần thứ 6 Tôi vẫn đang trong ba ngày kiên ăn và cầu nguyện khi tôi được đưa lên thiên đàng và Chúa đã nói với tôi về việc cho đi. Hãy nhớ lời Chúa phán với người giàu có trong Kinh Thánh nơi Matthew 19, 20, 22 người thanh niên nói với anh ta rằng, tôi đã giữ những điều ấy từ thuở thiếu thời, tôi còn thiếu điều gì? 21 Đức Chúa giê xúc phán rằng, nếu ngươi được trọn lành, hãy đi bán những gì mình có mà chia cho kẻ nghèo khó, thì sẽ được báo vật trên trời, hãy đến mà theo ta. 22 người thanh niên nghe lời ấy thì buồn rầu ra đi, vì anh ta có tài sản lớn. Matthew 25, 34, 35, bấy giờ, vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng, hỡi các ngươi được cha ta ban phước. Hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. 35 vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn, ta khát, các ngươi đã cho ta uống, ta là khách lạ, các ngươi tiếp trước ta. Bạn yêu quý, bạn phải kiểm tra sự cho đi của bạn. Các thiên thần đã nói chuyện với tôi về những suy nghĩ lướt qua tâm trí của các tín đồ khi họ sắp cho đi. Ông nói, nhiều người dân cho Chúa những gì không có giá trị đối với họ. Họ lẩm bẩm trong lòng. Sau đó, thiên sứ của Chúa đưa tôi đến một phần của thiên đường, nơi tôi nhìn thấy những ngôi nhà đã hoàn thành và những ngôi nhà chưa hoàn thiện. Đầu tiên, tôi bị quyến rũ bởi ánh sáng và màu sắc của sự vinh hiển của đức chúa trời trong quận này ở đây không có điện nhưng ánh sáng chói chang sau đó tôi hỏi thiên thần về những ngôi nhà bị gián đoạn xây dựng anh ấy nói chuyện với tôi về những người tin chúa cho đi và thì thầm chúng ta phải hiểu sự trợ giúp thập phân trong việc xây dựng ngôi nhà của chúng ta và sự giúp đỡ đóng góp tự nguyện trong việc trang trí nhà cửa của chúng ta Chúng ta phải học cách cho đi mà không nghĩ đến việc nhận lại những gì chúng ta đã cho. Các tín đồ đạo đấng Christ thân mến, cuối cùng bạn sẽ ở ngoài thiên đàng mà không có nhà ở vì không trung tính trong việc cho đi. Sau đó, thiên sứ của Chúa cho tôi thấy những cơ đốc nhân đã đi hang hai trong cuộc sống mặc dù họ tham dự nhà thờ. Thiên sứ nói với tôi, có chép trong Matthew 7, 21 không phải ai nói với ta, lạy Chúa, lạy Chúa, sẽ được vào nước thiên đàng, nhưng chỉ ai làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời. 22 vào ngày đó, sẽ có nhiều người thưa với ta rằng, lạy Chúa, lạy Chúa, chẳng phải chúng con đã nhân danh ngài mà nói tiên tri, nhân danh ngài mà xua đuổi ma quỷ và làm nhiều phép lạ sao? 23 Sau đó, tôi sẽ nói rõ ràng với họ, tôi chưa bao giờ biết bạn, hãy rời xa ta, hỡi những kẻ vô pháp. Sau đó, thiên thần cho tôi thấy những cơ đốc nhân đang khỏa thân tôi hỏi anh ta tại sao họ khỏa thân thiên sứ của chúa nói nhiều người có căn tính là cơ đốc nhân nhưng cuộc sống của họ thì ngược lại thiên thần cho tôi xem một cuốn kinh thánh nhưng khi tôi nhìn vào bên trong nó tôi không thấy đọc nó trống rỗng thiên thần nói đây chính xác là cuộc sống của những cơ đốc nhân khỏa thân này chúng trống rỗng cuộc sống của họ không liên quan gì đến kinh thánh Họ đến nhà thờ nhưng họ sống như những người không tin Chúa. Sau đó, thiên sứ của Chúa đã kéo bức màn trước mặt tôi. Kết quả là, tôi nhìn thấy một hố lửa và bên trong ngọn lửa, tôi nhìn thấy những người bị xiềng xích trên người. Tôi bắt đầu khóc và hét lên. Các thiên thần nói, những người tự xưng là cơ đốc nhân nhưng sống theo ý họ muốn khi họ chết, họ sẽ đến cổng thiên đàng, nhưng họ sẽ không vào được. Trên thực tế, chúng sẽ được vận chuyển và đúc trong hố lửa mà bạn đang nhìn thấy. Đó là một nơi mà ma quỷ đuổi những người hầu của mình để trừng phạt họ. Hố lửa là hố của những kẻ đạo đức giả. Họ đến nhà thờ, nhưng họ sống một cuộc sống hai mặt. Họ đến nhà thờ, nhưng họ thờ thần tượng. Họ đến nhà thờ, nhưng họ cầu nguyện với Đức Maria, mẹ của Chúa Jesus Christ. Thiên sứ nói không có người trung gian nào giữa loài người và Đức Chúa Trời, ngoại trừ Chúa Giêsu Christ. Những kẻ đạo đức giả đến nhà thờ, nhưng họ tổ chức các ngày lễ ngoại giáo. Họ đến nhà thờ, nhưng họ có thần tượng. Ý tôi là, họ yêu những thứ của thế giới này hơn cả Chúa. Và đó là sự sùng bái thần tượng. Bạn có thể có ân tứ của Đức Thánh Linh, nhưng nếu bạn không thể tha thứ cho những người đã xúc phạm bạn, thì số phận của bạn đang ở trong hố lửa bạn có thể có ân tứ chiến thắng tâm hồn nhưng nếu bạn có trái tim xấu, số phận của bạn đang ở trong hố lửa, bởi vì trở thành môn đồ của Chúa Giêsu Christ là để làm sạch và thanh tẩy tâm hồn chúng ta. Khi tôi nhìn thấy hố lửa, tôi nói với các thiên thần, tôi không muốn cha mẹ tôi đến đây. Thiên thần trả lời: đây chính là lý do chúa đưa bạn đến đây để bạn có thể quay trở lại và cảnh báo hội thánh và thế giới bởi vì sự dày vò và khói của cái hố này sẽ tồn tại mãi mãi cho đến ngày phán xét ngai vàng hỡi con yêu dấu như con đang nghe lời chứng này con phải hiểu rằng hiện nay có những kẻ giả hình trong hố lửa đang cháy họ đang khóc và la hét đau đớn vì họ đã đến nhà thờ và sống một cuộc sống hai mặt hãy để tôi cảnh báo bạn dừng cuộc sống hai mặt đó lại đừng làm kẻ giả hình, hãy thú nhận tội lỗi của mình, hãy ăn năn vì vương quốc của Đức Chúa Trời đã ở trong tầm tay. Tham quan lần thứ bảy Tôi lại được đưa lên thiên đường và hai thiên thần của Chúa đã đưa tôi đến nơi mà Chúa là Chúa sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết vào ngày cuối cùng. Nó đã rất đẹp. Tất cả mọi thứ đã được sáng vàng. Tôi đã nhìn thấy nhiều ngai vàng, nhưng tôi đã bị quyến rũ bởi ngai vàng của Chúa Jesus Christ. Tôi không biết phải diễn tả như thế nào về ngôi này. Khải huyền 20, 11 sau đó, tôi thấy một ngai vàng lớn màu trắng và đấng ngự trên đó. Trái đất và thiên đàng trốn chạy khỏi sự hiện diện của Ngài và không có nơi nào được tìm thấy cho họ. 12 tôi thấy những kẻ chết, lớn và nhỏ, đứng trước ngai vàng. Và có những cuốn sách đang mở, và một trong số đó là sách sự sống. Và người chết bị phán xét tùy theo việc làm của họ như được ghi trong sách. Tôi cảm tạ Chúa vì vào ngày khi tôi đến thăm nơi này, Chúa không ở trên ngai trắng của phán xét. Có rất nhiều thiên thần canh giữ nơi này đến nỗi tôi thậm chí sợ hãi khi bước vào khi hai thiên thần muốn đưa tôi vào. Nhưng khi chúng tôi bước vào nơi này, tôi đã ngạc nhiên trước vẻ đẹp của nơi này. Nó được xây dựng bằng vàng trong suốt như thủy tinh. Tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của mình ở khắp mọi nơi vì sự phản chiếu. Và khi chúng tôi đi ra ngoài, thiên sứ của Chúa bắt đầu giải thích cho tôi về sự phán xét cuối cùng sẽ diễn ra như thế nào. Anh ấy nói, đầu tiên, chiếc kèn sẽ vang lên. Kết quả là sẽ có sự cất lên. Một Cô Rinh Tô 15, 51, 53 này, ta cho các ngươi thấy một điều huyền nhiệm, tất cả chúng ta sẽ không ngủ yên, nhưng tất cả chúng ta sẽ được thay đổi, 52 trong một khoảnh khắc, trong ánh mắt lấp lánh, ở tiếng kèn cuối cùng, vì tiếng kèn sẽ vang lên, kẻ chết sẽ sống lại không hư hại, và chúng ta sẽ được thay đổi. 53. Vì kẻ hư hỏng này phải sửa chữa sự liêm khiết, và kẻ phàm tục này phải mặc lấy sự trường sinh. 1. Tê Sa 4, 16. Vì chính Chúa sẽ từ trời xuống với một mệnh lệnh lớn, với giọng nói của Tổng lãnh Thiên Thần và với tiếng kèn của Đức Chúa Trời, và kẻ chết trong đấng Christ sẽ là kẻ sống lại đầu tiên. 17. Sau đó, chúng ta, những người còn sống và còn sống, sẽ được cùng với họ trên mây để gặp Chúa trên không trung. Và vì vậy chúng tôi sẽ luôn ở với Chúa. Sau đó, thiên sứ của Chúa hỏi tôi, ai sẽ được cất lên và điều kiện là gì? Thứ nhất, mọi người trên trái đất đều là tạo vật của Đức Chúa Trời, nhưng những ai đã tiếp nhận Chúa Giêsu, Ngài đã ban cho họ quyền năng để trở thành con trai của Đức Chúa Trời, nhưng họ phải giữ quần áo sạch sẽ và trắng để tham gia cuộc cất lên. Sau đó, thiên thần của Chúa đã cho tôi thấy trái đất trong thời kỳ tái lâm, và tôi thấy những người theo đạo cơ đốc mang vác trên lưng. Không thể được cất lên vì gánh nặng trên lưng khiến chúng nặng nề. Những gánh nặng này là những tội lỗi mà họ đã không thể thú nhận và từ bỏ trong thời kỳ ân sủng. Châm ngôn 28, 13 kẻ nào che đậy tội lỗi mình sẽ không thịnh vượng, nhưng ai xưng tội và bỏ mình thì sẽ được thương xót. Thiên sứ nói, sau sự kiện tái lâm, kẻ chống chúa sẽ bị lộ ra như được chép trong hai Thessalonica 2, 3, 4, mặc ai dùng cách nào, cũng đừng để họ lừa dối mình. Vì phải có sự bỏ đạo đến trước, và có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra. Bốn tức là kẻ đối địch, công mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lạy, rất đổi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời. Bạn yêu dấu An tiếp chiếc sẽ theo đuổi các tín đồ, nhưng những người giữ vững lập trường sẽ được cứu. Khải huyền 20, 4, tôi lại thấy những ngai, và những người ngồi trên ngai được quyền xét đoán. Kết đó, tôi thấy linh hồn những kẻ đã phải chết chém vì sự làm chứng cho Đức Chúa giê và vì lời Đức Chúa Trời, linh hồn những kẻ chẳng thờ lạy con thú cùng hình tượng nó, chẳng nhận dấu hiệu nó, hoặc trên trán hoặc trên tay. Các người ấy được sống và trị vì với đấng Christ trong một ngàn năm phần còn lại của những người chết đã không sống lại cho đến khi hoàn tất một nghìn năm. Những tín đồ sẽ bị xử trảm trong đại nạn sẽ cùng chúng ta vào đền tạm trên trời. Những người không cứu được linh hồn của mình trong thời kỳ đại nạn sẽ bị đứng trước tòa án trắng của sự phán xét và hồ lửa. HTTPS Manadivin.com 2022 10 31